Chào mừng quý khách đến với chương trình Quang Lâm TV. Quang Lâm rất vui khi được đồng hành cùng quý khách với những bản tin hàng ngày của Canada và tin thị trường bất động sản. Bản tin hôm nay, ngày 30 tháng 3 năm 2021 gồm những tin chính sau đây. Thứ nhất, cảnh báo tổng số COVID-19 tại Canada có nguy cơ lên đến 1 triệu vào tuần tới. Thứ hai, kỷ luật nặng đối với y tá tự tiêm vaccine COVID-19 cho người thân. Thứ ba, tin thị trường bất động sản, thị trường nhà đất Canada tăng mạnh. Sau đây là phần tin chi tiết. Tin thứ nhất, cảnh báo tổng số ca nhiễm COVID-19 tại Canada có nguy cơ lên tới 1 triệu vào tuần tới. Sau 2 tháng tương đối ổn định, số ca nhiễm COVID-19 tại Canada dự kiến sẽ tăng nhanh trong những tuần tới đây khi các biến thể của virus mới có xu hướng lây lan mạnh hơn. Bà Theresa Tam, người đứng đầu Cơ quan Y tế Công cộng Canada, cảnh báo tổng số ca nhiễm COVID-19 tại Canada có thể lên tới 1 triệu vào tuần tới. Mặc dù việc tiêm chủng vaccine đang được đẩy mạnh, nhưng không thể theo kịp tốc độ lây lan của virus. Bà Tam kêu gọi người dân Canada trong thời gian này nên giảm bớt hoạt động tiếp xúc bên ngoài. Bà nhận định các biến thể đang tăng tốc và việc phân phối vaccine chậm, vẫn còn nhiều tháng nữa mới đến thời kỳ Canada hậu COVID-19. Các biến thể của virus mới như B.1.1.7 hiện chiếm tỷ lệ cao trong số các ca nhiễm mới. Bà Tam cho biết hơn 7.100 trường hợp nhiễm biến thể đã được báo cáo trên toàn Canada, với biến thể B.1.1.7 chiếm 90% trong số này. Cơ quan Y tế Công cộng Canada dự báo số ca nhiễm mới có thể tăng 12.000 ca mỗi ngày nếu người Canada duy trì hoặc tăng số lượng người mà họ tiếp xúc hàng ngày. Cơ quan Y tế Công cộng Canada cảnh báo chỉ riêng tỉnh bang Ontario, tỉnh đông nhất của Canada, có thể phải đối mặt với 10.000 ca nhiễm mới mỗi ngày nếu các biện pháp y tế công cộng được nới lỏng hoặc duy trì ở mức hiện tại. Cơ quan Y tế Công cộng Canada, phần nhiều trong số các ca nhiễm mới sẽ là những người trong độ tuổi 20 cho đến 39. Nhóm này ít có nguy cơ tử vong nhưng vẫn phải đối mặt với tình trạng sức khỏe giảm sút nghiêm trọng. Tin thứ hai, kỷ luật nặng đối với y tá tự tiêm vaccine COVID-19 cho người thân. Giới chức y tế công cộng của Hamilton, Ontario cho biết một y tá đã bị sa thải và 3 y tá khác đã bị kỷ luật sau khi tiêm vaccine COVID-19 cho người thân. Sở Y tế Hamilton cho biết 7 liều vaccine đã được tiêm cho những người bà con của một nhân viên. Sở Y tế cũng nói rằng các biện pháp kỷ luật đã được áp dụng đối với 3 y tá sau một cuộc điều tra về các cáo buộc phân phối vaccine trái phép tại một trong những địa điểm tiêm chủng lưu động của vùng này. Theo Sở Y tế vùng Hamilton, việc tiêm các liều vaccine đó vi phạm quy định thông thường và các hạng mục ưu tiên tiêm chủng của tỉnh bang. Tin thứ ba, tin thị trường bất động sản. Thị trường nhà đất Canada tăng mạnh. Trong thời đại dịch COVID-19, khi nói đến những thị trường địa ốc quá nóng ở những thành phố lớn như Toronto hay Vancouver thì không ai ngạc nhiên. Tuy nhiên, nếu nói về thị trường địa ốc ở những thành phố nhỏ và ở những nơi điều hiu hút gió như thành phố Sudbury cũng quá nóng thì đó là một chuyện đáng ngạc nhiên. Thành phố Sudbury nằm ở phía tây bắc của tỉnh bang Ontario, cách Toronto khoảng 340 cây số và là nơi có mùa đông kéo dài đến 6 tháng. Thành phố này trước đây là bản địa của người thổ dân và trước đây là một thành phố hầm mỏ, nhưng nền kỹ nghệ hầm mỏ không còn phát đạt như xưa. Thành phố này cũng được gọi là thành phố của trăm hồ, với 330 hồ nước ngay trong chu vi của thành phố. Theo tin của đài CBC phổ biến, hôm thứ Sáu ngày 19 tháng 3 thì nền kỹ nghệ địa ốc ở thành phố này cũng nóng quá, không thua gì nền kỹ nghệ bán nhà ở các thành phố lớn khác của Canada. Theo đài CBC thì hiện nay trong thành phố Sudbury có quá nhiều người muốn mua nhà nhưng lại không có đủ nhà để bán. Giá trung bình một căn nhà ở thành phố Sudbury trong tháng 3 năm nay là 370.000. so với 273.000 vào tháng 3 năm ngoái 2020. Giá nhà tăng 100.000 đô la hay gia tăng 36.6%. Theo chuyên gia phân tích thâm niên của cơ quan liên bang đặc trách về nợ nhà và
nhà của Canada thì mọi người không muốn di chuyển trong thời đại dịch, cho nên không bán nhà, khiến số nhà cửa trở nên thiếu hụt. Trong khi đó, mức lãi suất tiền nợ nhà hiện đang xuống đến tận đáy. Người phải ở nhà do lệnh lockdown, không được đi du lịch, không phải chi tiêu, trong khi lại có thêm tiền tài trợ đại dịch của chính quyền liên bang, khiến số người có tiền đặt cọc có khả năng mua nhà nhiều hơn xưa. Theo Chủ tịch Hội đồng Địa ốc thành phố Sudbury, thì trong năm nay 2021, số người muốn mua nhà trong thành phố gia tăng hơn số người muốn mua nhà trong năm ngoái là 30%. Những người mua nhà ở thành phố Sudbury thường phải cạnh tranh với những người mua nhà khác, và muốn mua được nhà họ thường phải trả giá cao hơn giá mà người bán đưa ra. Tin thị trường bất động sản đã kết thúc bản tin ngày hôm nay. Thì quý khách có nhu cầu mua bán nhà condo, vui lòng liên lạc trực tiếp với Quang Lâm theo số điện thoại 416-804-5111 hoặc vào căn nhà của team Quang Lâm. Đặc biệt bán nhà cho quý khách tiền huê hồng cho team Quang Lâm chỉ có 1%. Quang Lâm xin chân thành cảm ơn quý khách, chúc quý khách sức khỏe bình an với nhiều tin vui trong công việc và cuộc sống. Xin chào và hẹn gặp lại quý khách trong những bản tin kỳ tới.